nay em có những chiếc xe quay rẻ tiền đi làm này. Đây đi làm sạch sẽ nha anh em. Sạch sẽ nè, biển số 681 Gia Lai. Để bọng đầy đủ luôn nha các anh chị nhé. Đấy, để bọng đầy đủ mấy em này. Bán này chị em mình 3,7 triệu xe đi làm các anh chị nhé. Cái giàn áo của ủng hộ này. SHI này là phiên bản 2016 lên form Ý 150 các anh chị nè. Máy móc em rin cực kỳ đẹp luôn, biển số thành phố chính chủ công chứng luôn. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay thì một lô xe mới về bên cửa hàng xe máy Cao Lê, địa chỉ 400 trên 7A Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Hôm nay thì có con xe, có những dòng xe từ rỉ tiền tới mắc tiền, có quay cũng chỉ 3 triệu mới thôi. Rồi Vision nữa ha. Rồi đợt này có về SH không á, con SH bữa mình quay lên bán hết rồi em. Hôm nay thì về thêm con nữa nè. Rồi đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có chị Hà, chị hỗ trợ giới thiệu không? Chào mọi người nhé. Cảm ơn các anh chị mình rất nhiều. Hôm nay em lại về rất nhiều xe này. Em và Việt lại cập nhật báo giá cho anh chị em mình nhé. Ai mua thì mình tranh thủ bớt chút thời gian ghé địa chỉ quen thuộc của cửa hàng xe Cao Lê. Em vẫn là 497A Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Bên em có mua bán, có trao đổi, có hỗ trợ trả góp và có hỗ trợ ship xe cho anh chị em. Bao phí ship toàn quốc cho tất cả anh chị em mình luôn nhé. Ai mua mình ủng hộ em nhé. Mấy hôm nay cũng được anh chị em ủng hộ rất nhiều luôn. Nói chung là ngày nào bên cửa hàng em cũng được anh chị em yêu thương ủng hộ hết ạ. Hai chiếc SH cao về là hôm qua là bán hết luôn rồi đó. Hai con nó đẹp quá, thấy mọi người comment hai con quá đẹp. Con SH ý nè. Nay em có những chiếc xe quay rẻ tiền đi làm này. Đây đi làm sạch sẽ nha anh em. Sạch sẽ nè, biển số 681 Gia Lai. Để bọng đầy đủ luôn nha các anh chị nhé. Đấy. Để bọng đầy đủ mấy em này. Bán này chị em mình 3,7 triệu xe đi làm các anh chị nhé. Cái giàn áo cũng liền lạc bánh bông luôn. 3,7 triệu các anh chị này. Ai mua mình ghé ủng hộ các anh chị nhé. Bên đề đầy đủ. Bên đề đầy đủ luôn. Rồi. Đây hôm nay em mới về chiếc Lít mẫu mới này 2019 này. Màu đỏ đô các anh chị nhé. Cái này chìa khóa chìa 2019. Biển số 69 Cà Mau các anh chị ạ. Màu đỏ đô này, 69 Cà Mau. Hôm nay em bán anh chị mình 20,900,000 đồng. 20,900 nha các anh chị nhé. Rồi, ai rồi. Mua mình ghé ủng hộ này. SH SHI này là phiên bản 2016 lên form Ý 150 các anh chị nè. Máy móc em rin cực kỳ đẹp luôn, biển số thành phố chính chủ công chứng luôn các anh chị nha. Đấy. Đẹp quá luôn á, 59D2 28576. Hôm nay em chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 53,500,000 đồng. 53,500,000 đồng, 150 đúng không? 150 mà. 50, giá rẻ à. Cực kỳ đẹp luôn á. Ai kết chốt này rất chi là sang chảnh mà có 53,500,000 các anh chị nha. Đấy, ai mua xe vào thời điểm này thì giá rất chi là rẻ luôn các anh chị này. 53 năm. Rồi. Để em có chiếc quay siêu nhân này. Quay siêu nhân màu đỏ đen. Chiếc này biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh luôn các anh chị nhé. Bánh mâm thắng đĩa này. Bán anh chị em mình 8,500,000 đồng thôi. Máy móc em rin 8,5 triệu các anh chị nhé. Rồi quay S. Quay S bánh cầm thắng đĩa này. Đấy, rất chi là đẹp luôn. Mua đi làm rất chi là ok luôn đấy chị này. Chiếc xe này biển số 83 Sóc Trăng nha các anh chị. Hôm nay em bán anh chị em mình 9,500,000 đồng. 9,5 triệu các anh chị nhé. AB đầu bò. AB đầu bò này. AB đầu bò chiếc này hôm nay em bán anh chị em mình 9,9 triệu thôi. 9,900,000 đồng. AB đầu bò FI full xăng điện tử các anh chị nhá. Okay. Biển số 61 Bình Dương. Ai kết chốt ủng hộ em này. Rồi. Đây em có chiếc Vision màu đen nhám rất đẹp luôn này. Chiếc này biển số 72 Vũng Tàu các anh chị nhá. Phiên bản 2017-18 luôn. Bán này chị em mình 19,800 thôi nha. 19,800 thì biển số 72 Vũng Tàu này. Ai Vũng Tàu chốt đơn em ship cho này. Đấy, bao phí ship cho anh chị em mình luôn nha. Nên em có chiếc AB này, biển 60 Đồng Nai 2017 các anh chị nha. Bán này chị em mình 19,900,000 đồng thôi. 19,900. Đấy, ai kết chốt ủng hộ em này. Em có chiếc Surus 2022 các anh chị. Con này là ô tô mới luôn. Đây, 2022 mới chạy 4.000 cây luôn. Cái này mẫu mới các anh chị nhé. Mẫu mới này, phiên bản 2022. Cực kỳ đẹp luôn, chạy 4.310 cây. Biển số 85. 85 là Bình Thuận. Đúng rồi. Bán anh chị em mình 13,700 thôi các anh chị này.
13.700.000 đồng. 13.700. Ai chốt hộ em nhé. Màu xanh nhám này anh em. Vision này màu xanh nhám rất đẹp luôn nè. Đấy, liên lạc cứng cáp cho anh chị em mình nhá. Chiếc này biển số 72 Vũng Tàu luôn các anh chị nè. 72 Vũng Tàu bán anh chị em mình 19.500.000 đồng. 19.500. Đấy, anh chị em nào lấy xe tại cửa hàng này bớt chút lộc lá này, tặng nhớt tặng nót bảo hiểm cho anh chị em đầy đủ nhé. Còn ai ship về thì em bao phí ship cho anh chị em mình nè. Hôm nay em mới về chiếc Exide 135 nữa các anh chị nè. Màu trắng xanh. Liên lạc cứng cáp cho anh chị em mình nè. Biển số 60 Đồng Nai. Đúng rồi. Sắp bên kia, mình dắt vào đi. Chiếc này biển 60 Đồng Nai các chị nhá, Exide 135. Biển số 60 Đồng Nai 2014. Hôm nay em chốt đơn bán anh chị em mình 14.500.000 đồng thôi nhá. 14 năm thôi. Đấy, rồi, quá rẻ luôn. Con AB đẹp này. AB này 2008 này. Bình xăng cơ nhưng mà máy rất chất luôn các chị này. Biển số 61 Bình Dương các chị nhá. Bán anh chị em mình 9.500.000 đồng. 9.500 hả? Đúng rồi, 9.500 thôi. Máy cực chất luôn. Okay. Rồi tiếp tục màu xanh nữa. Lại là Vision màu xanh nhám nữa các chị nè. Đẹp lắm luôn á. Chiếc xe này biển số 67 An Giang các chị nhá. Nay chốt đơn bán anh chị em mình 18.900.000 đồng này. 18.900 thôi. Vision thì ở đây là bao nhiêu nha mọi người. Số lượng cực khủng luôn. Mua dòng nào bao nhiêu tiền cũng có ra ha. Vision thì bên em rất nhiều đấy. 17 triệu mấy có, 18 triệu mấy, 19 triệu mấy thì đeo xe nè. Vâng, đây em có chiếc Vision màu đỏ đô nữa các chị này. Phiên bản 2018 các chị nhé. Biển số 84 Trà Vinh. Đấy, màu đỏ đô rất đẹp luôn này. Liên lạc cứng cáp, inox bọc rất nhiều luôn các chị này. Xe này về cứ đổ xăng mà chạy thôi này. Đẹp lắm luôn, xe này bọc keo, mới lột keo ra đây. Mới lột keo các chị nhé. Bán anh chị mình 20.500.000 đồng thôi. 20.500. Ai kết cho ủng hộ em nhé. Surus. Có Surus đây nhỉ. Surus này, Surus bình xăng cơ các anh chị này. Nay bán anh chị em mình 8.500.000 thôi. 8.500.000 đồng. Đấy, ai kết chốt các anh chị này, mua đi làm đi. Chiếc này là vào một số đồ kiểu này các anh chị này. Vào đồ chơi kiểu rất nhiều. Bánh bông nha các anh chị nhé. Phuộc đẹp luôn này. Biển số 47. Bán anh chị em mình 10.500.000 đồng. 10.500. Rồi Novo 5. Novo 5 này biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh anh chị nha. Bán anh chị em mình 9.200.000 đồng thôi. Rồi Surus. Chiếc Surus này biển số 48 Đắk Nông này. Em bán anh chị em mình 9.800.000 thôi nhá. 9.800.000. Mio. Mio Classico này. Màu trắng xanh. Nay em bán anh chị em mình 7.800.000 đồng thôi nhá. 7.800.000. 7.800.000. Ở trong nhà thì còn khá nhiều nhưng mà trong nhà anh em có thể là tham khảo clip trước à. Đấy. Xe thì nói chung em hai bên cửa hàng thì rất nhiều xe cho anh chị em mình lựa chọn nhé. Em và Việt sẽ cập nhật là một số xe bên cửa hàng kế bên cho anh chị em mình này. Bên này có Phu Chanel này, Vision này, rồi nhiều lắm, nớt nhiều lắm. Đấy. Ai mua mình nhà tranh thủ ghé xem xe. Hai bên cửa hàng em cách nhau 10 mét thôi các chị nhé. Bên này còn rất nhiều các mẫu xe nữa này các chị này. Đó, cửa hàng này, cửa hàng 1 qua cửa hàng 2 gần lắm mọi người. Cửa hàng 2 là toàn xe tầm trung tầm vừa cho mọi người luôn nè. Ôi, hai cái điện thoại để bên đó nha. Rồi, tiếp tục. Đây, hôm nay này Noza nè. Rồi là lít này, nói chung là mấy cái giá xe này tầm trung tầm vừa cho mọi người đi làm nè. Đây em có chiếc Way Alpha nè các anh chị này. 2016 biển số thành phố Hồ Chí Minh. 2016 biển thành phố các anh chị nha. Máy móc em riêng luôn, bán anh chị mình 12 triệu luôn. 12 triệu. 12 triệu nha các anh chị. Chiếc này Acuizer này biển số 62 Long An màu đen nhám. Bán anh chị em mình 13 triệu, hôm nay xả lỗ bán 12 năm luôn. Rồi. Bán 12 năm cho mọi người luôn này. Luvias. Luvias 125 FI phun xăng điện tử biển số 62 Long An này. Em bán anh chị em mình 12 triệu, phiên bản 2015 16 các anh chị nhá. Rồi, Janus. Janus này biển số 69 Cà Mau này. Em bán anh chị em mình 14.900.000 đồng thôi. 14.900. Noza nhỏ nhắn xinh xắn các anh chị này. Chiếc này biển số 68 Kiên Giang.
Bán này chị em mình 10 triệu 500 ngàn đồng thôi nhé. 10 triệu 500. Chiếc lít này biển số 84 Trà Vinh này. Này bán này chị em mình 9 triệu luôn đi. 9 triệu đồng. AB đầu bò FI phun xăng điện tử trắng đỏ đen 3 màu phối hợp. Bán này chị em mình 11 triệu 500 này, lấy xe tại cửa hàng bán 11 triệu cho mọi người luôn. Rồi. Cái này nô da nhỏ nhắn xinh xắn được anh chị nhé. Chiếc này biển số 69 Cà Mau này. Rồi lấy xe tại cửa hàng bán anh chị em mình 11 triệu này. Ship về 11 triệu 500 nhé. Đây cái dòng xe ẹt này, Winner này. Ẹt size 150 thì hôm nay còn có một con này đó. Hôm nay cũng thấy ra đi rồi. Luôn à. Winner cũng ra đi rồi. Cứ xả lỗ là đi nhanh lắm. Người ta nói là không bán cái gì nhanh bằng bán lỗ. Bán lỗ là nhanh lắm. Winner V1 này các chị này, màu xanh đen nhá. 2017-18 luôn, em bán này chị em mình 16 triệu 900 ngàn đồng thôi nha. 16 triệu 9. Ẹt này 14 năm, 135 14 năm. Rồi. Chiếc này biển số 73 Quảng Bình, bán này chị em mình 14 chấn luôn. Chiếc này Winner V1 150 các chị này, biển số 48 Đắk Nông. Bán này chị em mình 16 triệu chấn luôn các chị nha, 16 chấn. Rồi, ẹt. Ẹt 135 này biển 61 Bình Dương này, bán này chị em mình 15 triệu luôn. Chiếc này Ẹt size 150 này, biển số 86 này, bán này chị em mình 16 năm luôn. 16 năm. 16 năm ngay chị nhá. Đây có con lít này đẹp lắm các chị này, 2012-13 luôn. Đây màu nâu cà phê, biển số 47 Đắk Lắk. Bán này chị em mình 10 triệu 300 ngàn đồng thôi, cực kỳ đẹp. Máy móc engine chạy rất chi là ngon luôn ngay chị này. Vision này biển số 60 Đồng Nai này. Bán này chị em mình 13 triệu. Màu xám nhám anh chị nhá. Màu trắng. Vision màu trắng này biển 70 Tây Ninh này. Em bán anh chị em mình 13 triệu 500 ngàn đồng thôi. Màu đỏ. Vision màu đỏ đô này biển 94 Bạc Liêu, bán anh chị em mình 13 triệu 700 ngàn đồng. Vision 67 An Giang 13 triệu 9 anh chị này. Và chiếc Vision này biển số 36, bán anh chị em mình 17 triệu 500 ngàn đồng thôi nhá. 17 triệu 500. Phiên bản 2015-16 luôn. Acuzo. Acuzo này màu xanh đen các chị này. Chiếc này biển số 62 Long An này. Bán này chị em mình 13 triệu 500 ngàn đồng. 3 triệu 500. Surus. Surus 2020 biển số 67 An Giang này. Này bán này chị em mình 13 triệu 900 ngàn đồng nhé. 13 triệu 9. Quay RX. Quay RX biển 60 Đồng Nai này. FI phun xăng điện tử em bán này chị em mình 12 triệu 900 ngàn đồng. AB đầu bò. AB đầu bò này biển số 60 Đồng Nai các anh chị nhé. Bán này chị em mình 11 triệu 500 ngàn đồng. Rồi, màu trắng. Chiếc màu trắng này 11 năm cho anh chị em mình luôn này. Vâng, chiếc lít này biển 93 Bình Phước 2011-12 các anh chị này. Này bán này chị em mình 9 triệu 8 luôn. Rồi, tiếp tục. Vision màu đen nhám các anh chị. Liên lạc này biển 66 Đồng Tháp. Bán này chị em mình 12 triệu 9 nhé. Rồi, tiếp tục. AB này biển số 94 Bạc Liêu này. Bán này chị em mình 17 triệu 500 ngàn đồng thôi. 2014-15 các anh chị nhé. Luviat. Luviat này biển số 50 Thành phố Hồ Chí Minh. Bán này chị em mình 12 triệu. FI phun xăng điện tử 125 nha các anh chị nhé. Imbalut. Imbalut này biển số 48 Đắk Nông này. Bán này chị em mình 9 triệu rưỡi. 2015-16 các anh chị nhé. Chiếc này 60 Đồng Nai, bán này chị em mình 8 triệu 9 này. 8 triệu 9 cho chiếc Imlux 125 FI phun xăng điện tử. Đây bên trong này mấy bữa nay xả trống hết nhà đi nè. Rồi, trống hết nè anh em, nhìn nè. Bán lỗ là nhanh lắm luôn. Đây. Bán lỗ nhưng mà lại trả được một số nợ thì nó cũng đâu nó cũng bù vào đó thôi. Rồi, chiếc này AB 2010 các anh chị nhá, biển 61 Bình Dương này. Màu đen bạc các anh chị ạ. Bán này chị em mình 14 triệu 9. Ok. Mio. Mio Classico biển 61 Bình Dương em bán anh chị em mình 9 triệu 8 luôn này. Màu vàng chanh các anh chị nhé. Chiếc màu trắng này biển 61 Bình Dương bán anh chị em mình 9 triệu rưỡi này. Chiếc clip này 2013 các anh chị nhé. Biển 66 Đồng Tháp bán anh chị em mình 10 triệu 700 ngàn đồng. Của này đang bọc keo luôn này. Cảng Yên này đang bọc keo, không biết áo có bọc keo không. Này AB 2008 Bình Sang Cơ lên Thái các anh chị này. Chiếc này biển số 72 Vũng Tàu. Đây, về hai Vũng Tàu các anh chị nhé. Biển bán anh chị em mình 10 triệu 900 ngàn đồng. 10 triệu 9. Chiếc 60 Đồng Nai này bán 10 triệu 9 cho mọi người luôn.
51 thành phố Hồ Chí Minh 10 triệu 9 luôn. Và chiếc này 82 Gia Lai bán anh chị em mình 10 triệu rưỡi luôn. Đó. Lô này trước thì mấy cái này thì về đâu hết đó mọi người. Đợt này thì mấy nó con này nhiều. Là mỗi bữa là 11 năm nhá. Bữa nay là em giảm giá rất nhiều rồi các anh chị nhá. Đấy, giảm cho anh chị em mình 5-600 rồi này. Okay. Ai mua thì mình ghé ủng hộ em. Xe mua thời điểm này thì giá cả rất chi là phù hợp luôn. Các bạn mấy xe này mình có xe đi làm thì mình mua thôi. Bên Thái đẹp lắm, có đi làm đi chơi cũng được mà, sang chảnh mà. Bên rồi. Thái rất đẹp luôn. Thì đó là lô xe á. Hôm nay thì chắc mai thì mốt thì mình quay bên kia. Bên này hết rồi đúng không? Chỗ bàn, chỗ phòng khách á. Hai bên cửa hàng cách nhau 10 mét thôi nha, ai mua mình ghé ủng hộ em ngay chị nha. Rất nhiều các dòng xe này và đang được giảm giá và xả lỗ rất nhiều cho mọi người luôn. Ai mua mình tranh thủ bớt chút ghé xem xe ủng hộ em nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Chúc các anh chị mình thật nhiều sức khỏe, bình an trên mọi nẻo đường nhé. Hẹn gặp lại mọi người nhé.